Yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 11 và cùng nhau xây dựng những đội hình siêu bá đạo nha anh em ơi. Hay là mình cho ba sử gia vào đi. Đây, khi mà chưa có thần tài thì mình rất là thích sử gia, một trong những đội hình mà khá dễ chơi. Ai đây ạ? Nhà này thì có tiền hóa tự nhiên, còn mình thì có khuyến mại kinh nghiệm. Nhà này là lợn què ở đâu? Và ông nào mà nghĩ đen tối hơn thì nó sẽ là cái khác què, cũng là phi công luôn. Để xem là phi công nhà ai mạnh hơn. Phi công nhà mình thì có một chút những con ruồi của quân cảnh laser. Ok, win chứ còn gì nữa, win vội chứ còn gì nữa. Nào, nó ra cái lõi gì xịn sò cái xem nào. Ví dụ như đầu game chúng ta có khuyến mãi kinh nghiệm, lõi 2 mà chúng ta có hướng đến hồi kết thì sẽ là một trong những combo hoàn chỉnh nhất. Ui, lõi bạc luôn. Khổng lồ hóa, thôi lấy khổng lồ hóa đi. Tôi không liều để có thể đổi lại cái lõi này và tìm kiếm hướng đến hồi kết đâu. Thực sự là quá mạo hiểm. Tại vì với lõi đầu game của mình ấy, thì chúng ta chỉ cần cố gắng giữ nhiều tiền và chút nữa có một pha big update, kiểu lên cấp vượt bậc phát, là anh em sẽ bị choáng ngợp ngay. Còn giai đoạn này thì chúng ta vẫn cứ phải là cố gắng ở thời điểm tích lũy. 3.2 level 7 mà vẫn còn 50 vàng. Game này chứng tỏ là mình cũng giàu phết đấy. Quá giàu. Long Vương này, sử gia hiền giả. Đợi nãy giờ mà chưa thấy cái con Timo hay là một con Joey nào cả. Hình nộm lãng du, một cặp song đấu sử gia và định mệnh và đoạt mệnh. Ui giời, nhiều tộc hệ dã man. Mà nhà này cũng chơi quân cảnh là laser luôn. Tộc hệ này thì nó sẽ cho chúng ta là những cái con ruồi, dựa theo đội hình của chúng ta có bao nhiêu tướng, kể cả cọc và con cây le cũng sẽ được hưởng cái bấp của quân cảnh nhá. Hình như là tôi nhận được một vài những thông tin về mùa 12 là sáng mai thì sẽ update tại server PPE. Chắc là mình sẽ cố gắng thâu đêm xíu để cho anh em những cái thông tin mới nhất về cái phiên bản mùa 12 nhá. Thực ra bây giờ là cũng có một vài những cái bên leak ra rồi. Nhưng mà để chắc chắn là thông tin chính xác nhất thì chúng ta cứ phải qua bên PPE. Mà qua bên PPE rồi ấy là nó vẫn chưa phải là thông tin 100% nhá. Khi nào mà về phiên bản chính thức tại server Việt của chúng ta cơ mới là tin chuẩn. Đấy, hoặc là cuối phiên bản PPE. Ruồng áo CF. Wow, King Red này, tử thần định mệnh, nhìn khá gớm. Con King Red này thì nó có khả năng là nhảy liên tục luôn đúng không? Xem là có mạnh không nhá. Thường thôi anh em ơi. Cho Garen cắm phát là gãy. Mập CC, một nhà đánh pháp sư là lợn què. Nhà này tính ra là ấn đẹp vãi. Theo các bạn thì mình nên lấy phi công thứ hai hay là quân cảnh thứ hai đây? Tại vì vòng 3.6 sau khi phiên đi chợ chúng ta sẽ được lựa chọn. Anie, Kain, Nautilus, ba con bậc bột mà tôi thấy cực kỳ xịn sò. Không biết là mình còn lấy được con Anie kia hay không đây. Nhưng mà với 114 máu thì khả năng là rất khó đúng không? Top 1 cơ mà. Chỉ còn lại Nauti thôi à. Nauti cầm găng. Dyna thì chúng ta có Long Vương. Mình sẽ ưu tiên Dyna đi. Tại vì đôi khi là cái găng này nó sẽ giúp cho anh mình á là lắp được những trang bị phòng thủ hoặc tấn công rất là tối ưu hơn. Phi công thứ hai cho nó an toàn. Zira, Ilao thì vừa có pháp sư là còn vừa có cảnh vệ. Nhưng mà bây giờ chưa có chỗ y, anh em mình cầm về thì nó cũng sẽ rất là tốn kém về cái lượng vàng đúng không nào.
sử dụng cái bộ phi công này cho con Silas thử xem sao. Đây, như này khả năng là Silas sẽ hút mất cái con CV, thế nên là mình sẽ phải xếp sao cho hai con bên cạnh hút nhau. Hù. Và đây là thần rừng đến từ vị trí của vua Lydon. Tình cờ tôi cũng xem được một cái video ở trên một cái nền tảng top top, gặp vua Lydon ra đồn công an, các chú bảo gì là cũng phải khai ngay, Lydon cỡ mấy thì cũng phải khai hết các bạn ạ. Các chú công an thì gãy chuẩn luôn, 6 trận thắng liên tục rồi. On cho phép bạn chọn một trong những cái trang bị tạo tác để xem nào, có trang bị gì ngon không. Huyết trợ thao hóa, kiếm của tay bạc và đại bác lên thành kính nhắm thiết xạ. Tầm này thì kiếm của tay bạc sẽ giúp cho anh em mình có khả năng tích tiền, không hẳn là tích tiền, hách ra tiền với mỗi phần trăm. Mỗi phần trăm đòn đánh tung ra có 4% tỷ lệ rớt ra là 1 tiền. Với Chitana thì tôi thấy là nó có một cái tỷ lệ tốc đánh cao hơn thay vì con Jira, cũng như là kỹ năng của nó cũng được búp tốc đánh. Nên mình sẽ cho nó luôn nhé. Wow, nhìn anh em cháy vãi rồi. Hello Maken. Hello Maken này thì có gì? Có một con bát đại ca, tam ken dị và tay ương. Mọi thứ là chuẩn chỉ rồi. Họa sư level 7, quá tuyệt vời. Lại còn thêm cả quỹ phòng hộ. Khả năng là anh chàng này cũng đã trải qua được những cái lần roll khá là ba cháy để có thể tìm kiếm được. Đấy, tìm kiếm được họa sư. Mình đoán vậy. Chứ tầm này mà rơi ra họa sư thì khả năng là khoai lắm. A của anh chàng kia. Udi ở level 7 các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Nhiều anh em hỏi tại sao mà đánh quái với cả lánh đánh không hoàn là đánh người chơi ấy, nó hay rớt ra những cái phần quà như vàng hoặc là vũ tiền gì đấy. Thì đây là cái vòng kỳ ngộ của Darius, nó sẽ cho chúng ta 30% tỷ lệ rớt ra báu vật khi mà hạ ngục đối thủ. Mà không hiểu vì lý do gì mà tất cả người chơi, không hẳn là tất cả, nhưng một vài ông cứ qua dòm nhà mình. Nhưng mình có cái gì đâu đúng không? Mình chỉ có mỗi con Udi này. Chứ mà bây giờ level 8 là tỷ lệ 3% là cũng khá cao rồi. Silas cho này thì có đấu sĩ này, Garen cho Nick luôn. Tầm này thì trái tim kiên định à? Hay là áo choàng gai? Áo choàng gai đây. Tôi thấy là lobby cũng có một vài những cái nhà mà có sát thương vật lý. Các team của mấy ông vô cực kiếm thì chắc hẳn là áo chẳng gai tôi đây rồi. Nếu như là lợn què, chính xác lợn què. Tôi thấy cái khuyến mại cái tiến hóa tự nhiên kia là tôi biết ngay. Úi giời, Sinedra, Lux, Zoe, Ari, pháp sư là có. Pháp sư và phi công, một trong những đội hình mà trước đây tôi khá hay chơi ở cái mùa này. Trước đây tôi hay chơi kiểu pháp sư phi công kết hợp với vệ binh tinh tú cơ. Hay cực. Cái mùa mà vệ binh tinh tú có con Syndra mana nó ném kiểu như thử nghiệm ấy. Bộ đôi bùng nổ ngân sách cân bằng cộng và không phải hôm nay. Một tầng 5 tiền và 20 vàng. Tôi sẽ lựa chọn bộ đôi bùng nổ để có thể lên cấp nhanh nhất có thể. Chúng ta có thêm Azir. Wow. 52 tiền để có thể lên level 10 lên luôn nhá. Tầm này là không có gì để ngăn cản chúng ta không lên nữa rồi. Đang ở trong một cái vị thế rất giàu. Giờ là có 25% tỷ lệ rơi ra. Không hẳn là rơi ra. Nó cho anh em mình những vị tướng bậc 5. Đấy. Phê thế nhờ. Này thì lâu lâu là cửa hàng nó cho mình 1-2 con thì mua thoải mái, không cần roll luôn. Game này khả năng sẽ là một trong những trận đấu mà chúng ta sẽ phải cố gắng lên 5 tiền 3 sao đi chứ còn gì nữa. Ai đây ạ? Úi giời ơi, đây là mập CC. Băng tộc sử ra vào trong đấu.
Tầm này thì Azir. Úi giời, Azir xịt là có. Một xịt mà đã gây đến tận hơn 5.500 sát thương. Chưa kể Azir nó lại còn triệu hồi thêm những cái cọc rất khó chịu. Quá phê anh em ạ. Tôi thích nhất là con Azir này luôn á. Vòng Kingo set cho bạn ba cái hình nộm mà. Wow, hai con ngỗ không? Ngỗ không? Vì sẽ bán con này đi cho con ngỗ không vào đây thì chúng ta sẽ lấy thêm hiền giả. Quý nhân. À, tầm này là không có Joa nữa rồi. Không có Joa để chúng ta là lập phối rồi. Tiên hắc ám, thần rừng tử thần. Wow, Zone kìa. Volibear phiên bản là đại ca thế giới, thêm hai bộ thăng hoa. Ma con gấu này thực sự là quá chuyển ấy anh em ạ, trầu chuyển vãi nồi luôn. Nhưng mà để xem nó có chiến bằng phi không của nhà mình không. Bây giờ là toàn thể mấy ông level 7, level 6 thế này. Không hiểu vì gì luôn á. Hay là do mình có một cái combo mẹ thần thánh nhở. Không phải là thần thánh lắm đâu. Có khuyến mãi kinh nghiệm với cả bộ đôi bùng nổ thôi mà. Nếu mà thần thánh nữa ấy, là cái loại thứ hai mình phải lựa chọn là Hương Nến Hồi Kết. Đấy. Nhà này lõi đẹp vãi. Ui sao cút luôn rồi. Cái gì đây? Hello mấy cưng. Một trong những nhà khá nguy hiểm. Đang còn 80 tiết. Nhiều ông gặp tôi cứ chạy luôn. Và phiên trợ lần này thì chúng ta có Lissandra. Chúng ta có gì nữa? Rakan. Rakan thì đã bị lấy đi của PT Thảo. Xạ thuật sư là có rồi đúng không? PT Thảo lụm con kia về là xạ thuật sư. Còn tôi á, tôi lấy cái gì thì bây giờ tay ta. Bậc 4 thì chắc là chỉ có Nai mà thôi. Giờ là cứ nhiều tiền mà phang thôi anh em ạ. Bộ đôi bùng nổ Lissandra và Uri. Quá là phê rồi. À, tầm này thì cho một con ấy này Daina ra đi. Chứ để mà anh em mình xài cái con hai con Daina thì phí quá. Chí tôi cũng còn muốn lên Daina 2 ấy. Tại vì bây giờ là cái vòng 4.5 rồi. Thay vì thế là chúng ta cứ mua một vài xài cái nhân bản để lấy mẹ 3 tiền. Tại vì lên Daina 2 là anh em mình mất 6 tiền. Ở đâu 9 tiền đúng không? Nhưng bản nó Daina 2 đi ấy thì chỉ có 8 tiền thôi. Lỗ lắm. Không phải tội keyboard hay gì nhưng mà bây giờ tôi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể cống hiến cho anh em một trận đấu siêu phẩm. Đấy, úi dồi con gấu thế giới này. Rồi xong gấu thế giới khi mà đối đầu với Lissandra thì chắc chắn là cút ngay. Wow, Wukong 2 và chúng ta có thêm set Saiza, Rakan, Azir ngộ không. Bây giờ bán ai đi để tích lên cái ngưỡng 50 vàng bây giờ đây. Không có con Irelia nào cả. Ôm nhiều năm tiền để chúng ta lên làm vả ba sao. Cuối mùa là cũng phải công hiến những cái trận đấu siêu phẩm. Có 1 và 0-2 mà đẳng cấp server Vario FIFA Singapore Pro. Anh chàng này thì chơi gì? Anh chàng này thì có cảnh vệ thần rừng. Còn Gna phiên bản là đại ca. Nhưng mà đại ca này thì vẫn chưa lên được 3. Đang bị úp trong khi gặp bụng. Thế nên là bay lên trời luôn. Làm lẹ một cái găng đạo tạc đi. Úi giời ơi. Đại ca thế giới vãi. Nó gây sát thương chuẩn thì khó để có thể ăn được. Sao mình là toàn nhận vơ thế nhỉ? Người ta là được quá nhiều tiền với cả dương. Dương kho báu. Mà mình chả thấy cái dương kho báu nào cả. Buồn ghê. Chúng ta đã có được 5 con ngộ không, 2 Azir. Thực ra là ngộ không độ vãi.
Ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Gấu. Gấu này thì chưa phải là gớm lắm đâu. Gấu. Gấu này thường thôi. Gấu này tôi thấy không có hồi máu là dễ gãy lắm. Dễ gãy lắm anh em ạ. Ui giời ơi. Ngõ không là tới chơi. Tầm này cứ sử dụng toàn bộ những con 5 tiền thôi. Mình thấy thế là một cái sự lựa chọn mà phê lò nhất. Ui giời ơi. Cứ một cú kẻ lấy cái ra một con 5 tiền. Lo phê. Cái này mình sẽ ném cho Ngộ Không này nhá. Đây đi. Zanna với cả Daina là những con mà có thể kích hoạt được thứ nhất là Long Vương, thứ hai là Hiền Giáo, thứ ba là Thuật Sĩ. Những tộc hệ mà rất là phê, rất là ngon. Nhà Mập CC này cũng lên level 9 rồi. Có hai Irelia. Và là Irelia sẽ là một trong những quân cờ mà mình loại bỏ ra khỏi danh sách để có thể lên 3 sao. Anh khe, anh khe. Anh khe tôi. Anh này có gì mà anh dám khe tôi. Hà Mọc CC ơi. Chúng ta có Irelia ở đây này. Có Ire đây nè. Nhưng mà theo các bạn mình có nên bắt không? Còn nó hạ sư á là 100% phải có. 100% phải có hạ sư. Úi giời ơi, phê. Con này bán con mẹ mày luôn đi. Cứ chơi 5 tiền hết cho tôi. Đội hình mà càng nhiều tiền là càng mạnh thôi. Theo các bạn thì đội hình này có phải là đội hình chùm ở mùa 11 chưa? Sắp tới là có mùa 12 đã sẽ có những update rất là thú vị. Anh em nào mà muốn cập nhật những cái thông tin mới, thông tin hay về mùa 12 thì hãy bình luận ở phía dưới giúp mình. Và giúp mình đạt được cột mốc 500.000 người đăng ký nhá. Giờ này người đăng ký lên hơi chậm. Đau. Đau như lợn què ơi. Lissandra tiếp à. Chơi luôn. 2 ngộ không, 6 ngộ không rồi. Mình sẽ đổi sang cho con này xem sao. Nếu mà lên con on 2 này thì cũng được thôi. Nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng hiền tế. Một vài nhà cũng sử dụng Azir và Uri. Nhưng vua lì đòn này thì chắc gặp tôi là cũng tắt điện. Họa sư là có đây. Gớm vậy. Đây rồi vua lì đòn. Nhưng mà vua lì đòn nhìn cũng căng. Với Pandora thì anh chàng này đang xào lại một trong những trang bị của On. Không biết để dành cho nó cái chi. Garen phiên bản ăn 5 tiền. Rất trâu. Nhưng mà cũng không thể nào mà đánh bại được cái con Gna mà phiên bản đam chuẩn anh em ạ. Sao khỏe thế. Máu của chúng ta bắt đầu là tụt không phanh rồi. Tụt như tụt quần thế này. Nãy là đang ở một trong những cái vị thế đỉnh cao. Ui giời ơi, ngộ không. Why? Tại sao mà vậy dài khi mời. Lợn que ơi. Tôi sẽ lấy thêm một Long Vương vậy. Thôi. Chơi game là cũng phải công bạc. Ra trước thì nhặt đồ trước, ra sau nhặt đồ sau. Anh mình cũng không thể làm cây cú làm gì. Cái gì mà Anie 3 sao vậy? Hello mấy cưng ơi. Đậu xanh. Chơi game gì mà kỳ quá vậy? Người ta mới là 5 tiền 2 sao thôi mà ông ấy lên ở là Anie 3 sao vậy bộ. Buồn luôn á. Bây giờ thì Aatrox 3 sao không quá đáng sợ. Đây này. Tôi không dám nhìn lại Hello mấy cưng nữa luôn đấy. Đừng. Ừ may quá chưa gặp. Irelia 2 cuồng đao và 1 lưỡi kiếm tử thần. Rất là nhiều những trang bị có được lượng đam khổng lồ.
Cơ mà sao? À dế à. Có vẻ là không ổn rồi. Liên tục những cái chuỗi thua mà đội hình của chúng ta quá rời rạc. Nhiều năm tiền nhưng không có một trong những tộc hệ nhất định. Cái gì mà Aniedo kìa. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt cơ mình xa nhé. Xem nào, Lissandra, họa sư 2. Wow, Rakan. Hình như là chỉ có Lissandra là đang sổng chuồng mà thôi. Anh chàng này đang cầm rất nhiều những con 5 vàng. Tôi sẽ bán Azir đi để có thể đầu tư vào một con nào nhất định thôi. Đây, Lissandra đây rồi. Uầy, Irelia 2. Mà tôi không muốn gọi là bỏ lỡ Lissandra ở những cái khoảnh khắc này. Lý do là tại sao à? Lý do là chúng ta sẽ phải bắt sớm, chứ không là đối thủ bắt một con nữa thôi là chúng ta không thể nào mà lên được. Thực sự là quá khó. 5 tiền 3 sao. Round này mong là sẽ đủ 5 tiền để chúng ta có thể mua con Rakan này để tiết kiệm một lần khóa lại. Có đủ không? 4 tiền rồi, chỉ cần win thôi. Hay quá, khi mà lên được Irelia 2 sao thì win là chắc chắn rồi. Ui giời, phê chưa? Quá đã luôn, quá đã luôn. Vừa khít lỗ. Lỗ xảy ra. À, ngộ không. Anh chàng này lên tam ken 3 Aniba. Hai con Azir Lissandra là thêm một set nữa. Rakan à. Điều thôi các bạn ơi. Azir là từ bỏ là chắc chắn rồi đó. Bắt buộc phải từ bỏ Azir. Nếu mà lên 10 sớm mà chúng ta không có được 5 tiền. Carry thì cũng như không. Không có nhân vật tướng ở đây rồi. Họa sư Udi. Họa sư. Thôi xong rồi. À đây rồi. Yeah yeah. Bây giờ thì sao? Bây giờ mấy ông tính sao nào? Mấy ông chơi tôi đúng không? Mấy ông ôm tướng tôi đúng không? Rồi cho ôm thoải mái luôn nhá. Úi giời ơi, bây giờ anh em thích con nào? Rakan hay là Lissandra đây? Hello mấy cưng nè, Anie 3 sao phải không? Nhưng mà sau vòng này thôi thì chúng ta lại ở một trong những đẳng cấp cực kỳ khác biệt rồi, mình hứa với anh em luôn. Mình hứa với anh em luôn đấy. Nhìn thì cũng khỏe đấy. Ok, 21 máu. Cho đánh thoải mái. Mập CC level 9 mà nhiều 5 tiền 2 sao thế nhở. Let's go. Lý do mình lựa chọn Lissandra thì nó là con có thể là hack ra được những cái phần quà để chúng ta có thể lấy thêm lợi tức và tiếp tục roll mãi. Giờ là chỉ còn một con ngộ không nữa thôi đúng không? Một con Rakan nữa thôi đúng không? Quá phê. Sao? Anh chàng này đã bán đi set rồi. Cho Azir 2 sao vào đúng không? Nãy là tôi ui giời, Rakan luôn. Một con ngộ không nữa xem nào. Không thấy ngộ không ở đâu cả. Ai chơi ngộ không của tôi không? 16, 58. Nhà này không rồi. Khả năng là Hello mới cưng với 58 máu thì chắc chắn anh chàng này sẽ được ở cái vị trí top 2. Được ở thì nhá anh em nhá. Một khi nào mà anh chàng đấy á lên ngọn Ire 3 sao ấy thì tôi mới gọi là thua cuộc. Không có gì cả. Oh my god. Tại sao? Tại sao lại không thấy ngộ không nữa rồi? Monophin đi chợ sắp tới sẽ ra ngộ không để nghe mình cho một con Garen với hai con 5 tiền 3 sao thì đây phải là đẳng cấp top thế giới.
Ăn được không? Ui rồi, sao cái chui vào trong cái lò luyện kim đan của Cường thế nhỉ? Pum. Ui, hiệu ứng khá đẹp. Anh em nào mà muốn mua một vài những cái nick mà có hiệu ứng cái liễu ngầu lòi thì có thể inbox qua cho mình nhá. Link fanpage mình sẽ để những hình ảnh của Arc. Anh em nào quan tâm thích ảnh nào thì liên inbox qua luôn. Mình sẽ lấy set để có thể tăng thêm cái lượng tiền để roll tiếp. Nhìn anh chàng hello mấy cưng này thì tôi hiểu cảm giác mà bố tiền 3 sao rồi. Alo, Wukong, where are you now? Không thấy Ngộ Không đâu rồi. Sư phụ đã gọi từ nãy đến giờ mà Ngộ Không chả thấy inbox cho sư phụ gì cả. Có lẽ là hạn chế à? Tôi muốn cho con thôi, không liều đâu. Có đợt mẹ tôi nghịch ngu ấy anh em. Tôi cho con cây le phiên bản bưởi sử gia vào á. Vào hiền tế phi công. Là thua con mẹ mất. Bực nghĩ lại game này vẫn cay. Nó nở ra cây le 4 sao thì mà vẫn thua. Không có hiệu ứng gì đâu. Đâu rồi? Ui, bắt đầu hàng luôn rồi. Siêu. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.